Mẹ ơi, mẹ giải cho con cái bài này với. Khó quá. Này, anh đi đâu đấy? À, anh đi trả lại hàng ấy mà, người ta ship nhầm ấy mà. Đâu? Đưa lên xem nào. Ủa mẹ ơi, 6 giờ là ship đóng hàng rồi, thế cứ để một đi đi ạ. Thế thôi, anh đi đi không là kéo muộn. Tôm ơi, bố mua trà sữa cho con này. Sao con lại có tận 2 cốc trà sữa thế này?